Hello, mến chào quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Huy Pi, trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ nha anh chị em. Thì nhân dịp cuối năm bên em sẽ cập nhật một số dòng cá tập chơi và tuyển giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby cho anh chị em, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì với đơn hàng 300k thì chị em sẽ được hỗ trợ phí ship. Chương trình được áp dụng từ ngày 28 tháng 1 2024 đến ngày 30 tháng 1 2024 anh chị em. Thì nhân dịp dòng đầu tiên bên em muốn cập nhật cho anh chị em chơi, đó là một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, được mang tên là gồng đỏ Latium. Thì gồng đỏ Latium chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 150k thôi anh chị em. Xây là xây sinh sản luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn anh chị em, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì trên thân mình của nó có một lớp dãy full Latium, bản đuôi là bản đuôi BDS hắc môn luôn, phù hợp với anh chị em mới tập chơi luôn. Thì giá cũng cực kỳ mềm luôn, dòng này anh chị em mua về tập chơi thì cực kỳ ok luôn anh chị em, giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo là dòng Dumbo Bit Esort Latium. Thì Dumbo Bit Esort thì chỉ có 70k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 300k thôi anh chị em, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo. Thì cái dòng này là nó là thân ngắn anh chị em, nên ta kêu là Dumbo Bit Esort. Còn nếu dài thì trên thân mình của nó có một lớp dãy full Latium, thì tai bơi của nó là tai bơi Dumbo bự Bit E luôn nha. Thân mình của con máy là cá ngắn. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Colgate E lưng sâu. Thì Colgate E lưng sâu á chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì đặc thù của dòng Colgate E này anh chị em là lúc nào con cá mái nó cũng nhỏ hơn, con cá mái nó cũng lớn hơn cá trống thì nhỏ. Đặc thù của gen dòng Colgate E là nó là gì anh chị em. Thì đợt này bên em có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video, bên em sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em các dòng cá lóc vây xanh có bên trại của Nguyễn Huy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Full Gap Blue Air. Thì Full Gap Blue Air chỉ có 40k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi anh chị em, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tuyển giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Coi Đỏ Gene. Thì Coi Đỏ Gene combo 5 cặp chỉ có 150k thôi anh chị em, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k nha anh chị em, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi và không tính tiền thùng xốp. Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng và có chính sách bảo hành đối với kênh của Nguyễn Huy Ruby. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là một dòng cá cực kỳ đẹp, được mang một màu xanh huyền ảo, một màu xanh sắc sảo, được mang tên là Blue Tarzan anh chị em. Thì Blue Tarzan combo 5 cặp cũng chỉ có 150k thôi, lẻ thì là 40k một cặp. Thì đầu nó màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nó anh chị em, cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Huy Ruby cực kỳ đơn giản, dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh của Nguyễn Huy Ruby. Thì anh chị em chụp màn hình lại cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo, thì bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tuyển giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby. Tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng cá xì Valo. Thì xì Valo chỉ có 120k một cặp thôi anh chị em, combo 5 cặp á thì chỉ có 500k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em
các dòng cá tập chơi và tiễn giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, thì dòng này thân mình của nó là một màu trắng latium, ẩn sau là bảng đuôi đỏ anh chị em. Thì lúc đầu tiên du nhập về Việt Nam thì giá nó cao, giờ nó rẻ. Tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Beat Air Latium tiễn giống. Thì Dumbo Beat Air Latium tiễn giống chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi anh chị em, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì thân mình của nó là một lớp dạy full latium cực kỳ đẹp luôn, tay bơi là tay bơi xanh đậm, bản đuôi là bản đuôi đỏ nha anh chị em. Dumbo Beat Air Latium tiện giống chỉ có 60k một cặp, combo 5 cặp là 250k. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Koi Gen Air Gip Bông Tay Bơi Bớm. Thì Koi Gen Air Gip Bông Tay Bơi Bớm là chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 250k. Thì anh chị em thấy cái thân mình của nó là không có lên tay bơi anh chị em, nên ta kêu là Koi Gen Air, còn nó lên tay bơi là Koi Gen Air. Thì bộ bố mẹ của nó là Koi Gen Air Gip Bông Tay Bơi Bớm thì giá nó sẽ cao hơn, còn đẻ này ra là Koi Gen Air Gip Bông Tay Bơi Bớm là nó không có lên tay anh chị em, nên giá em chỉ bán cho anh chị em chơi là chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Ivory. Thì Ivory chỉ có 70k một cặp thôi, giá thì cực kỳ mềm luôn. Số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo. Thì chút xíu em sẽ quay con cá máy của con Ivory BDSH Moon cho anh chị em xem. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt cuối năm này là anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 28 tháng 1 2024 đến ngày 30 tháng 1 2024 anh chị em. Thì đây là con cá mái con Ivory nè anh chị em, cực kỳ đẹp luôn. Size cũng là size sinh sản luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn, nên anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Meta Bluegrass. Thì Meta Bluegrass chỉ có 70, chỉ có combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi anh chị em, bắt lẻ thì là 40k một cặp nha anh chị em. Thì size là size sinh sản luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn, giá cực kỳ mềm luôn. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi và không tính tiền thùng shop. Thì anh chị em muốn bắt combo hay bắt lẻ, mỗi thứ một cặp hai cặp thì bên em vẫn nhận ship bán cho anh chị em bình thường, chứ không cần nhất thiết phải combo nha anh chị em. Nếu anh chị em bắt lẻ thì giá nó hơi cao một xíu, còn anh chị em bắt combo đó thì giá nó tầm vừa chung. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng cá lóc vây xanh. Thì lóc vây xanh bên em sẽ bán cho anh chị em là 80k một con. Nếu anh chị em muốn bắt chống máy thì có thể liên hệ bên em sẽ để giá tốt cho anh chị em. Thì anh chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh không? Tay bơi là tay bơi bớm luôn anh chị em. Lóc vây xanh chỉ có 80k một con thôi. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em và cách thức liên hệ mua hàng qua kênh Nguyễn Quy Ruby. Thì anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Còn chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng áp dụng cho anh chị em đợt cuối năm này là anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 28 tháng 1 2024 đến ngày 30 tháng 1 2024 anh chị em. Với đơn hàng 300k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Thì chị em thấy cái kỳ của con lóc vây xanh cực kỳ đẹp không? Thì lóc vây xanh bên em chỉ bán cho anh chị em chơi là 80k một con thôi. Lúc trước thì em bán tới 100 lần, giờ Tết thì em giảm giá cho anh chị em chơi xả Tết luôn. Thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt năm qua. Thì nhờ anh chị em để lại một lượt like, một lượt subscribe, một lượt bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh cá cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đồng ngư đã đồng hành cùng kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại một like, một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ Nguyễn Quy Ruby.